Hello, chào tất cả mọi người ha. Thì bữa nay em sẽ quay cho anh chị mình xem một cái góc nhỏ của em nha anh chị, cái khu vườn nhỏ của em hồi trước giờ em quay giao lưu tới anh chị mình rất là nhiều loại cây luôn đúng không? Cây trang, cây mai, cây nào cũng có hết trơn, đầy đủ hết trơn. Thì mấy dạo gần đây từ đợt Tết tới giờ thì em cũng ít ra video anh chị, tại vì em chuẩn bị cho mấy cái này, em chuẩn bị em trồng lại nên cũng không có nhiều thời gian để mà lên từng cây lại. Thì sắp tới đây thì em sẽ ra thường hơn anh chị. Hôm nay thì trời chuyển mưa nên anh chị mình thấy bầu trời phía sau em anh chị nó đen hết trơn rồi bây giờ, nên là em không có quay cho anh chị mình xem được mấy cái mẫu cây mà em giới thiệu báo giá tới anh chị mình được. Bây giờ em sẽ quay cho anh chị mình xem thử cái góc nhỏ khu vườn của em nha. Em quay ở trên cao xuống cho anh chị mình xem cái rồi em chia sẻ cho anh chị mình ha. Ở đây em đang đứng cạnh cái vàng tưới nha anh chị. Em quay ra xa ra cho anh chị mình xem thử cái nè. À, anh chị mình thấy ha. Đây anh chị ơi. Lên cao xíu nữa nha anh chị. Đây cây ở đây thì em sẽ trồng trên vàng nè anh chị mình thấy nè. Đây, quay ra cho anh chị mình thấy cái vàng đó nè ha. Đó, phía sau của em là mấy cái vàng mà để cây đó anh chị. Thì mình để như vậy để cho con trùng nó không có phá được nha anh chị ơi. Ví dụ như là dế hay là trùng á, mấy con nó phá cây của mình ha. Đó, nó vô chậu nó phá, em quay lên gốc cao cho mấy anh chị mình xem thử nha. Đó. Quá cao luôn anh chị ơi. Đây, quay góc đứng lên cho anh chị mình xem luôn nè. Rồi, thấp xuống nha anh chị. Quay góc cao nãy giờ chắc anh chị mình cũng hơi chóng mặt đúng không? Cái đó em quay ở trên cao xuống cho mấy anh chị mình thấy được cái chỗ cái vườn của em hồi trước giờ mấy anh chị mình hay giao lưu cây kiểng với bên em á anh chị. Đó, em trồng là em trồng mô hình giống như vậy, ở đây thì em sẽ làm vàng tưới hết trơn à. Tại vì số nhiều á anh chị nên là không thể nào mà tưới từng cây được. Em làm những cái vòi phun tưới để mà khi mà ghim vô trong cái máy bơm á anh chị, cái motor đó, thì cái cây của mình nó sẽ tưới một cái một là hết trơn luôn chứ không có đi tưới từng cây nha anh chị. Mình số ít thì mình tưới từng cây cũng được. Thì cái mô hình này hồi trước á, không phải là cái mô hình mà cái này cái gì ta kêu bằng cái gì mà tự nhiên em quên ngang rồi anh chị, em để cái này xuống cho nó ngay lại ha. Mấy cái bét phun này nè, đây em quay qua đây cho anh chị mình xem thử nè. Đây cái bét này nè anh chị, đây nè cái bét này nè, anh chị mình đang thấy nè. Mấy cái bét quay quay hồi trước á là em trồng cây con á anh chị, cái giống á thì em tưới nó nha, em tưới rồi cái bây giờ em để vậy em trồng cây lớn luôn. Hồi trước thì mấy anh chị mình hay mua cây trang Mỹ Hồng bên em rất là nhiều cây giống đó anh chị. Cái mô hình đó thì hồi trước trồng cây giống nhiều, mấy anh chị mình mua ủng hộ cũng nhiều lắm anh chị, mà cái thời gian đó thì nó không có được lâu tại vì ai cũng trồng ùn ùn hết trơn. Em cũng trồng anh chị, bản thân em cũng trồng, hồi đó em cũng có chia sẻ cho anh chị mình cái mô hình mà em trồng cái bông trang cách nay cũng 2 năm ha. Trồng 1.000 m², trồng được bao nhiêu cây bông trang hồi đó chắc anh chị mình có xem cái video đó của em đúng không? Và lúc đó thì em có bán cây giống cây Mỹ Hồng đồ này kia, thì mấy cái vàng hiện tại bây giờ còn nè, là hồi trước á là em trồng cây giống nha anh chị. Lúc mà em ương ra cái cây nó nhỏ rồi em trồng để lên vàng á, để tránh con côn trùng nó phá, ví dụ như là con dế hay là con trùng nó chui vô nó ăn được cái, nó không phải là ăn, nó bào đào quế anh chị, nó làm hư cái bộ rễ của cái cây mình. Thì bây giờ em tận dụng lại để em trồng luôn mấy cây bây giờ là mấy cây lớn, mấy cây trang bây giờ đó anh chị. Rồi bây giờ cũng trồng ra là từ cây nhỏ giống vậy thôi anh chị ơi, nhưng mà mình không có để mình nuôi cây giống nữa anh chị. Ở đây thì bây giờ em trồng xen vô nhiều lắm. Đây ví dụ như bây giờ em trồng ở đây là cây mai Thái nè, cây trang nè, rồi thêm nữa ở đây thì em có mấy cây này nữa anh chị. Đây cây mai này hoa nó thơm nha anh chị, cây này là cây mai chiếu thủy anh chị ơi, mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy này thì cái loại này nó có cái nu anh chị, hàng này nó có cái nu nha. Mấy anh chị mình trồng cái này thì nó rất là lâu lớn, nhưng mà chủ yếu thì mấy anh chị mình chơi cái hàng này được có cái là hoa nó thơm, loại này hoa nó thơm nha anh chị. Cái cam nó bị xéo ấy, em nhìn qua bên đây mà nó quay ngược qua trở qua bên kia không anh chị, em nhìn qua bên kia thì nó quay ngược trở qua bên đây. Cái gốc cam em quay cái máy ngược lại nên nó hơi xéo anh chị. Hồi trước em có làm thêm là cây khế nữa anh chị, để em đi lại đây cho anh chị mình xem thử cây khế nè. Đây nè anh chị, đây cây khế nè anh chị, khế anh chị mình thấy nè, nó vàng lá hết trơn luôn anh chị ơi. Anh chị mình thấy mấy cây khế nè ha, nó vàng lá hết trơn này, tại vì cái khế này em nghĩ là chắc là tại em trồng nó thiếu dinh dưỡng anh chị, thiếu dinh dưỡng cho nên bây giờ mấy anh chị mình thấy nè lá của nó bị vàng hết trơn luôn. Và hồi đó em có trồng thêm cái cây tự nhiên em quên rồi ta, cây lộc vừng và cây sam hương, cây lộc vừng và cây sam hương ở đây cũng có luôn nữa nè anh chị. Sam hương bây giờ bên em mới vừa cưa cái gốc hết trơn này, bữa nay tính quay cho anh chị mình cái video báo giá cây mà bây giờ anh chị mình thấy ở phía sau em nè.
nó đen dữ lắm luôn anh chị, bầu trời giấc ngày đen muốn mưa dữ lắm rồi. Đây anh chị, cây này cây sam hương nè, em quay góc này cho anh chị mình xem thử đó. Cái góc cây này cây sam hương nha, quay sát quá quay không được tại vì em cầm lên trên cái ống mũ á anh chị, cái ống nhựa đó anh chị, ống nhựa mình tưới cây ở bên em làm thử cái giày em cột cái máy lên em quay lên trên cao cho anh chị mình xem thử cái chỗ cây em trồng quá anh chị. Là nhà anh chị nào mà mình trồng nhiều cây mình có thể mình trồng giống như em cũng được nha anh chị, mình làm một vàng thôi chứ mình không cần phải làm nhiều, một vàng này mình để tính ra cũng tới mấy chục chậu luôn anh chị. Thì mình để lên trên này rồi mình làm cái đồ tưới giống như em ở đây nè anh chị, mấy cái bét phun đó thì mấy anh chị mình tưới được cũng rất là nhiều, mình tưới chỉ một lần thôi chứ mình không có cần phải tưới tưới tay, mình tưới từ cây hết anh chị. Cái này nắng nhiều. Ngày mai thì ở clip sau em sẽ quay cho anh chị mình giao lưu báo giá mấy cái bông trang nha, để em quay đi dài vô cho anh chị mình xem. Cái cam nó không quay ngược lại được anh chị ơi, phải nó quay ngược lại được, em quay cái lối em đi, em quay sơ qua cho anh chị mình xem đó, anh chị nó quay được có hướng à, phải nó quay ngược lại được, em quay lại cho anh chị mình xem cái hướng đi ha, cái lối đi anh chị, cái góc này thì quay không được rồi. Giờ quay ngược chỉ vô hả anh chị, quá trời trời đây, bữa nay mới quay cái này thử lần đầu nha anh chị ơi, nó hơi dở à, lần sau em sẽ quay lại cho anh chị mình xem thử trải nghiệm cái góc quay nó lạ lạ xíu á anh chị, cái góc quay nó hơi xa ra xíu cho mấy anh chị mình xem. Hồi trước giờ quay cái góc quay ngược lại à, em đứng ở phía sau không sao cái máy không à, em quay ra đằng trước. Ở clip sau đi em sẽ quay em chia sẻ cho anh chị mình là cách chăm sóc mấy cây trang nha anh chị, clip này nó dài quá rồi, với lại là bầu trời bây giờ nó muốn mưa anh chị, quay cảnh nó cũng hơi xấu. Rồi em xin dừng video ở đây, cảm ơn anh chị mình đã theo dõi hết video của em nha anh chị. Anh chị nào mình yêu quý mình bấm đăng ký kênh ủng hộ em, cảm ơn anh chị mình rất là nhiều nha, hẹn gặp lại anh chị mình trong những video của lần tiếp theo nha.